vàng mã, giáo lý Phật không dạy thế. Trong giáo lý của nhà Phật không có việc đốt vàng mã cúng tế người chết. Quan điểm Phật giáo hoàn toàn bác bỏ tục lệ mê tín này mà chỉ khuyên rằng trong ngày lễ Vu Lan thì nên ăn chay, niệm Phật để tưởng nhớ và cúng những vong hồn lưu lạc một năm cỗ chay để bố thí siêu sinh. Đốt vàng mã, giáo lý đạo Phật không dạy như thế. Trong giáo lý Phật giáo không có quy định đốt vàng mã. Đốt nhiều vàng mã trong lễ Vu Lan và xá tội vong nhân đã trở thành tập tục truyền đời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu Phật học, các tôn túc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì trong giáo lý Phật giáo không có quy định đốt vàng mã. Quý vị tôn túc cho rằng, âm dương là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không thể cảm ứng được. Người phàm trần chỉ cần ăn chay, niệm Phật để tưởng nhớ. Hán Văn Đế mất vàng hay nàng Tuệ Nương bán giấy, chuyện xưa kể rằng đốt vàng mã là một tục lệ dân gian xuất phát từ thời nhà Hán của Trung Quốc. Do nhà vua muốn thực hành lời dạy của Đức Khổng Tử, sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Nghĩa là thờ người chết như thờ người sống, thờ người mất như thờ người còn. Vậy nên khi nhà vua băng hà, chúng thần và hậu cung đã phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau đó, quan bắt trước vua, dân bắt trước quan, ai cũng chôn tiền thật theo người chết thành một tục lệ. Bọn trộm cướp biết vậy nên đào trộm mồ những người giàu có, như mộ của vua Hán Văn Đế bị trộm khai quật lấy hết vàng bạc châu báu. Về sau, từ quan đến dân thấy việc chôn tiền vàng thật là quá tốn kém nên mới nảy sinh ra dùng tiền giấy cắt ra để làm tiền giả, vàng giả để thay thế. Chuyện đốt tiền giấy vàng mã ra đời từ đó và trở thành một tập tục. Tập tục này được du nhập vào Việt Nam theo những người Trung Hoa. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho rằng việc đốt vàng mã là do ảnh hưởng của người Trung Hoa. Tích kể rằng, vào đời Hán có đôi vợ chồng là Thái Mạc và Tuệ Nương học nghề làm giấy, chưa thạo đã về quê mở xưởng. Giấy làm ra rất xấu và khó viết chữ nên bị ế không bán được. Tuệ Nương bèn giả chết để thực hiện phương kế bán giấy. Ngày thứ ba, trước khi chôn, Thái Mạc đem một ôm giấy ra để đốt bên cạnh quan tài của vợ. Sau khi Thái Mạc đốt giấy xong thì Tuệ Nương ở trong quan tài kêu to gọi chồng, đẩy nắp quan tài và bước ra hát rằng: "Dương gian tiền năng hành tứ hải, âm gian chỉ tại tố mãi mãi. Bất thị trượng phu bả chi thiêu, thủy khẳng phóng ngã hồi gia lai." Nghĩa là trên dương gian đồng tiền có thể làm được mọi việc ở mọi nơi. Dưới âm phủ giấy cũng có thể dùng để mua bán. Nếu không phải chồng đốt cho giấy thì ai lại cho tôi quay về dương gian? Nói rồi lại mang thêm hai bó giấy nữa để đốt. Những người chứng kiến đều tin là đốt giấy thành tiền cho người âm phủ rất có lợi, nên ai nấy đều về nhà lấy tiền đến nhà Thái Mạc mua giấy về để đốt. Tin lành đồn xa, người các nơi tranh nhau đến nhà Thái Mạc mua giấy. Không đến hai ngày, bao nhiêu giấy ế của hai vợ chồng Tuệ Nương đã hết sạch. Với tích chuyện này, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường hy vọng rằng bạn đọc có thể suy nghĩ đúng đắn về việc đốt vàng mã. Trước khi đốt vàng mã, mọi người cần suy nghĩ thật kỹ xem tác dụng thực sự của việc hóa vàng đến đâu. Đã là tập tục thì khó bỏ, chỉ trừ có sự đồng thuận của mọi người trong xã hội. Không thành tâm, làm gì cũng vô ích. Thượng tọa Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc Hà Nội cũng khẳng định rằng Kinh Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố. Bản thân trụ trì cũng thường xuyên nhắc nhở Phật tử nên hạn chế đốt vàng mã. Theo ông thì nên dùng tiền mua vàng mã đốt để làm việc thiện cho đời sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn thường nói dương thịnh âm siêu, người dương biết làm phúc để người âm siêu thoát. Tôi nghĩ chúng ta nên lên chùa, thành tâm cầu nguyện hồi hướng tâm đức, nếu có tiền chia sẻ cho những người nghèo khó. Bởi cứu một người dương gian bằng ngàn người âm phủ. Còn cầu nguyện chỉ cần tấm lòng thành, nếu không thành tâm thì làm gì cũng vô ích. Cổ tục đốt vàng mã đã có từ lâu đời, ăn sâu vào tâm thức của người Việt Nam nên rất khó từ bỏ trong một sớm một chiều. Thậm chí người coi đó là một những nét văn hóa của phong tục thờ cúng gia tiên.
Nhưng sau khi biết rõ được tích của việc đốt vàng mã, người dân liệu có nên gây những lãng phí như các cao tăng nói? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.